một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, giữa xe tải ben và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ khi xe máy mang biển kiểm soát 60F8-1362 do anh Phạm Minh Tiến, 36 tuổi, ngụ huyện Long Thành điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu về thành phố Biên Hòa. Khi tới đoạn cầu Bà Bướm thuộc ấp Miễu, xã Phước Tân, thì va chạm xe tải ben mang biển kiểm soát 60C-05980, chưa rõ người điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Tiến té xuống đường và bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải ben đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.